Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bao nhiêu triệu. Đây là thầy không có vẽ hết nha, bông thiếu gì bên gồng cái tiền làm sao động thân lên nhìn cái bộ vui động thiếu tiền nhìn cái bông thiếu gì thì nó vô không bị thiếu nào bắt cơ thiếu nào nha, tạo mới có cơ thì tính hết mấy này không dạy cho thầy được không đó thấy không được học chưa. Không mấy ngày nữa lên trường rồi. 14 còn 14 còn 10 ngày nữa hả? Ủa mà là khó 18 ngày nữa hả? 24 rồi mới đi mà kêu rồi test xe kê giờ mặt sáng sủa rồi cắt mắt chơi rồi báo chơi đi nó mặt nó ngáo như ngơ luôn mà test xe cho nên không ăn phường luôn. Là tết này là phải về luôn đấy. Cái này ăn đồ nó xa quê luôn á. Thấy ở đây thấy xì kê chưa? Ừ. Thấy được không? Thấy rồi mình đứng vi phạm. Con nó tùy á. Con nó tùy á. Ai biết được. Ở riêng ở chung thầy thôi cho thầy biết. Mấy thằng này ở chung thầy lúc này đứng chơi đâu? Tùy quá tùy. Đó. Tùy quá tùy. Ở đây đâu được, có mua về test. Sao nhập đồng mà test mà chưa đưa lên phường đúng không? Đó là mình không mình lại đưa về cho mình test. Ở đủ ra ai được mẹ. Chàng không biết ăn cho nên mua về test cho mày. Bây giờ tao thắng thầy đó rồi. Tao đã giờ đi test ra là chuyện test vô. Cái học tao ngáo ngáo ngơi tao nói mình một tết tao thăm thầy mà thăm cái mặt này tao nói là nguyên năm là chết nhắc luôn á. Đi. Đợi mấy ông nội này.
ai theo đi theo chơi là có trái phải luôn này. Ờ, con tên năm tờ thôi. Cái này